Trời ơi. Bibi quay tay làm gì đấy? Trứng này nữa à? Vợ trứng rồi. Muốn luộc quay tây á? Ừ? Nấu cơm muốn luộc. Hả? Sao? 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 Muốn nấu ăn cho bố ăn à? Hả? Muốn nấu cho bố ăn à? Hả? Sao? Ừ? Hả? Dậy sớm đấy. Ừ? Ừ? Dậy sớm này. Giờ Bi ngồi đây để ba lấy đó. Bi thích ăn khoai tây à? Khoai tây với trứng luộc nhá. Ngồi đây. Ngồi đây để ba lấy nhá. Nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Ờ, để ba lên nước cơ nào, để ba lên nước cơ. Đây, trứng nè. Thấy chưa? Khoai tây à? Khoai tây luộc nhiều thế. Còn thế này ăn làm sao thấy được, là ba củ nữa nhá, cắt củ này nhá. Ôi trứng này, trứng làm rơi ra đây này. Bi, làm trứng rơi đây đúng không? Phải Bi làm rơi trứng đây không? Nào, nào. À, giờ luộc khoai tây nhá. À, đi lại đây luộc khoai tây nào. Đi đây. Ngồi đây, ngồi đây, đi ngồi đây. Đi ngồi đây, nào nước. À, ngồi đây để ba bấm bật điện này. Ngồi đây. Ok. Ngồi đây, ngồi đây. Nóng nhá. Nóng. Ba chạm đánh răng cho nào. Chưa đánh răng đúng không? Để ba đưa đánh răng nhá. Đưa đánh răng. Phải đánh răng nhá. Đi đi đấy. Thì biết không? Đi. Anh em nào, làm đi này. Bên đây, bên ba đây, 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 rồi, mềm đây. Chưa chín. Đi. Đâu có bồi đây. Ừ. Chưa chín đâu. À, đã chín đâu. Chưa chín mà. Lúc nữa. Vội gì đấy, đói là. Ừ. Đói á. Ừ. Chắc Bi đói rồi. Bi đói quá nè mọi người ạ. Đây 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 đây. Ừ. Biết rồi, hiểu rồi. Nhá. Rồi, ngồi chờ một tí đi, chưa chín nữa nhá. À. Chín lên đi ạ. Ngon nhá. Hả?
Nóng đấy, nóng. Rồi, đây đây, trên nóng, nóng. Rồi, thì qua bóc trứng thôi. Trứng em ngon đâu trứng, mình tính, biết rồi biết đói rồi, cảm ơn nhé, cảm ơn nhé, được rồi. Ngồi đây. À, bia đấy, bia cầm thìa đây, bia cầm thìa đây. À, bia cầm thìa đây cầm đi. À, không có trứng này không ăn đâu. Để bà cắt đi. Khi đói rồi đúng không? Hả? Khi đói rồi đúng không? Hả? Ngồi đấy đầy tí. Ăn rồi, nguội cho nguội đó. Ăn nóng đó. Ba đấy. Nó. Từ từ đã, miếng nhỏ nó, miếng to nóng. Những bé thôi. Ngon nha. Nó cửa đi ạ. Còn cửa này nhé. Nhìn cửa nha. Rất là ngon đi ạ. Bà Bi ngồi đấy, để bà lấy trứng. Ăn khoai rồi, nhanh đấy. Ba-da-ba-ba.
Bốc bánh ngọt. Hồng sườn nha. Ăn là thôi hồng sườn nhá. Đây là ba bảo này đây. Đây là lao tay rồi. Tay cần bằng đỏ trứng. Từ ra bia. Con nữa đây. Thế đây mà. Ăn liền à. Bibi rất thích sữa. Cảm ơn nhá. Nói chưa? Em ba ghẹ nhá. Ra đâu chơi.